Xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài nói về là ngày tốt, ngày xấu trong cái tháng 10 mà để chúng ta tổ chức hôn lễ, hôn nhân các bạn. Rồi, bây giờ mời tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng theo dõi và lắng nghe nhé. Thì nói là tôi vừa mới làm xong cái những cái ngày tốt của cái tháng 7 cho từng công việc, thì chuẩn bị tôi sẽ nói về những cái ngày tốt trong cái tháng 8 cho từng công việc. Và mỗi công việc thì là mỗi quy giáo khác nhau, tại vì mỗi công việc không có việc nào nó giống việc nào hết các bạn đó. Cho nên đó là tôi phải chia ra là từng công việc cho từng quy giáo cho các bạn dễ theo dõi hơn. Còn mà nếu mà có cái quy giáo mà xem chung chung đó, xem chung tất cả mọi việc lại với nhau đó, là các anh chị rất là khó kiếm được cái ngày tốt đó. Cho nên là tôi hiểu được cái tâm lý đó mà tôi đã làm tách nhỏ từng công việc ra để cho dễ bời chúng ta, dễ theo dõi và cũng dễ hiểu bài hơn. Và nếu mà chúng ta cần xem ngày để chúng ta làm một cái gì đó, thì khi chúng ta cần thì chúng ta bấm ra là nó ra liền. Nói ví dụ như các bạn muốn tìm ngày mua xe thì các bạn cứ gõ là mua xe tháng 5 hay mua xe tháng 6, tháng 7, tháng 8 gì đó, thì nó sẽ hiện quy giáo ra cho tất cả các quý vị. Thì cái cách tìm đó nó rất là đơn giản. Và tôi cũng vì các anh chị mà chia nhỏ từng công đoạn ra, là mỗi video là mỗi công việc nó khác nhau, để cho các quý vị dễ tìm ra và dễ theo dõi hơn đó các quý vị. Và cũng do dạo gần đây có những anh chị đã đề nghị tôi xem cái ngày động thổ, ngày tốt để chúng ta động thổ xây nhà trong cái tháng 9, nhưng mà không kịp thời gian các bạn. Thì tôi sẽ làm cái video đó vào ngày mốt, tại vì ngày mai là tôi sẽ biên soạn là ngày động thổ của cái tháng 9, rồi mất một ngày để biên soạn. Và ngày mốt tôi sẽ quay video và đăng lên cho tất cả các quý vị nhé. Cho nên tất cả các quý vị hãy yên tâm mà chờ nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài. Thì các bạn nên biết kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo tiết chứ không có xem ngày theo tháng các bạn. Tháng thì có 12 tháng, thì chúng ta chỉ dựa vào lịch là chúng ta có thể coi ngày được, gọi là coi ngày theo tháng. Còn mà kênh của tôi luôn luôn coi ngày theo tiết, tức là bất cứ ngày nào mà dù trên lịch nó đời là tháng 10 nhưng nó chưa chắc là tháng 10. Nếu mà nó nằm ở tiết tháng khác thì nó sẽ là tháng khác nha các bạn. Và khi một khi nó đã là tháng khác thì những hung tinh và những kiết tinh nó đều thay đổi theo tháng, theo cái tiết của cái tháng đó các bạn. Ví dụ như cái ngày từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 22 tháng 10 nó là tiết lập đông và tiết tiểu tiết, cho nên là nó là tiết của cái tháng 10. Còn mà từ ngày 23 tháng 10 cho tới ngày 29 tháng 10 nó là tiết đại tiết, nó là của cái tháng 11. Thì những cái ngày nào mà nó nằm trong cái tháng 10 đó thì nó sẽ hợp cho cô dâu người tuổi Thìn, người tuổi Tuất, tức là nó đại lợi cho cô dâu người tuổi Thìn và cô dâu người tuổi Tuất, và nó sẽ tiểu lợi cho cô dâu người tuổi Sửu và cô dâu người tuổi Mùi. Rồi những cái ngày nào mà nó nằm trong tiết tháng 11 đó là từ ngày 23 tháng 10 cho tới ngày 29 tháng 10 âm lịch đó các bạn. Nó là tiết của cái tháng 11 cho nên là nó là rất là đại lợi cho cô dâu tuổi Sửu, cô dâu tuổi Mùi, và nó sẽ tiểu lợi cho cô dâu tuổi Thìn và cô dâu tuổi Tuất. Vậy là mình bao gồm luôn là trong cái tháng 10 này nó sẽ tốt cho 4 tuổi của cô dâu, đó là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi các bạn.
nó không tiểu lợi thì nó cũng là đại lợi, cho nên các bạn cứ yên tâm mà dùng nha. Khi các bạn nào mà có muốn tổ chức hôn nhân, muốn tìm ngày hôn nhân cho mình hoặc là cho con cái của mình, thì các bạn nên dựa vào cái tuổi của cô dâu á, dựa vào tuổi của cô dâu để chúng ta tìm tháng, để chúng ta tìm cái tháng đại lợi hoặc cái tháng tiểu lợi. Rồi khi mà chúng ta tìm được tháng rồi, bắt đầu thì chúng ta sẽ bước qua tìm ngày. Khi mà tìm ngày á, thì không còn như tìm tháng nữa, là chúng ta phải dựa vào tuổi cô dâu và tuổi chú giới để chúng ta luận ra được cái ngày tốt và cái giờ tốt để chúng ta có thể tổ chức hôn lễ cho nó thật là hoàn hảo các bạn. Thì CD tính lại và tôi đã soạn ra là rất là kỹ, và tôi đã biên soạn cái tờ giấy này rất kỹ các bạn. Biên đi soạn lại là tất cả hết 3 lần, và tôi đã có nhiều cái bút tích là mình xóa á, có bút tích là xóa rồi các bạn á. Thì tại vì mình coi lần thứ nhất rồi, xong rồi mình phải xem xét lại, coi lại lần thứ hai, rồi cái bắt đầu mình thấy nó không có hợp lý. Tại vì cái có cái ngày đó là nó có cái tiết tinh đó và cái hung tinh đó, có thứ nó có giải gì, rồi chúng ta tra sách coi thử nó có giải được hay không. Rồi xong khi mà chúng ta thấy nó giải được thì chúng ta dùng, còn mà thấy nó giải không được thì chúng ta lại gạch đó, là gạch cái này nè các bạn. Đó là những ngày tôi gạch nè đó. Khi mà tôi gạch xong rồi tôi biên soạn ra lại thì được 3 ngày tiết, 3 ngày tiết cho hôn nhân trong cái tháng 10 này. Đó là ngày mùng 9 tháng 10, ngày 21 tháng 10 và ngày 26 tháng 10 các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích ba cái ngày này, coi thử nó tốt như thế nào và nó xấu như thế nào nhé các bạn. Đó. Thì ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020, ngày này là ngày Canh Ngọ, nó thuộc về là trực nghi. Trực nghi là cái trực hoàng đạo, các bạn đừng có thấy là chữ nghi là cái vườn sợ, thực ra trực nghi là trực hoàng đạo. Chừng nào á mà chúng ta mà làm công việc như là cắt mổ xẻ hoặc là mình đi giải phẫu á, thì nó liên quan tới cái tánh mạng, cho nên á là mình là nguy hiểm tức thời. Còn mà hôn nhân thì không có cái gì nguy hiểm á, hôn nhân là ngày vui mà, cho nên là không có gì nguy hiểm, cho nên chúng ta không kỵ ngày trực nghi đó. Chỉ có những cái người là đi mổ khai trương cái ngày cái khai trương cái công việc mổ heo mổ gà, cắt cổ gà rồi đó, hoặc là chúng ta đi giải phẫu rồi đó, là chúng ta rất sợ ngày trực nghi đó. Nhưng mà ngày trực nghi nó lại tốt rất là nhiều công việc các bạn đó. Rồi bây giờ là chúng ta tiếp tục. Ngày này là ngày hành thổ, nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 23 tháng 11 dương lịch đó. Và ngày này bởi vì ngày ngọ cho nên nó hợp với người tuổi Mùi, người tuổi Dần và người tuổi Tuất, và nó sẽ rất là xung với người tuổi Tý và nó hại người tuổi Sửu, cho nên người tuổi Tý và người tuổi Sửu không nên dùng vào cái ngày này. Và cái ngày này bởi vì nó là hành thổ cho nên nó là rất là xấu cho người mạng mạng thủy và người mạng mộc các bạn. Rồi cái khung giờ tốt của nó là giờ ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút, giờ thăng từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, là hai khung giờ này mình xếp vào là hai khung giờ hoàng đạo. Còn khi mà chúng ta tìm giờ hôn nhân thì chúng ta nên biết là 6 cái khung giờ thuộc về hôn nhân, chúng ta nên chọn theo đúng 6 cái khung giờ đó thì nó mới là tốt thật sự cho việc hôn nhân. Các bạn nên nhớ, trong cái kênh của tôi nó có một cái video coi về là 6 giờ tốt cho việc hôn nhân đó các bạn. Thì các bạn có thể vào vào cái kênh của tôi mà nghiên cứu thêm về cái video đó nha. Bây giờ thì tôi chỉ nói sơ là cái ngày này nó có khung giờ thiên lộc là giờ thăng từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút. Nó có giờ thiên ắc tức là giờ thiên ắc quý nhân đó các bạn. Đó là giờ ngọ từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Rồi giờ thiên mã
là từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các bạn. Tức là cái ngày này á là cái khung giờ Thăng á, nó là cực kỳ tốt, tại vì nó là giờ hoàng đạo mà nó lại có là thiên, nó lại là giờ thiên lộc và giờ thiên mã, cho nên á là cái giờ này chúng ta nói là giờ hoàng thiên lộc mã. À, giờ này trúng vào cái ngày này thì là giờ hoàng thiên lộc mã, tức là giờ này là giờ hoàng đạo này, giờ này là thiên lộc này, giờ này là thiên mã, cho nên chúng ta gọi là khung giờ này là khung giờ hoàng thiên lộc mã. À, là cực kỳ tốt cho cái việc hôn nhân nha các bạn. Còn cái giờ ngọ thì nó lại là giờ hoàng đạo, nó lại là giờ thiên ắc quý nhân, cho nên chúng ta là gọi cái giờ này là giờ hoàng thiên ắc. À, là giờ là hoàng thiên ắc các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái ngày tiếp theo, đó là ngày 21 tháng 10 năm 2020. Ngày này cũng là ngày ngọ mà là nhâm ngọ, nó cũng là ngày trực nghi các bạn. Đó, hồi nãy tôi cũng nói là trực nghi là ngày hoàng đạo, cho nên là cực kỳ tốt cho cái việc hôn nhân. Đó, nó là hành mộc, nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 5 tháng 12 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 5 tháng 12, còn ngày âm lịch là ngày 21 tháng 10. Đó. Và cái bởi vì nó là ngày ngọ cho nên nó hợp với người tuổi Mùi, người tuổi Dần và người tuổi Tuất, và nó sẽ rất là xung với người tuổi Tý và nó hại người tuổi Sửu, cho nên người tuổi Tý và người tuổi Sửu không nên dùng vào cái ngày này. Rồi bởi vì nó là hành mộc cho nên nó là rất là xấu cho người mạng thổ và người mạng kim. Đó. Rồi cái khung giờ tốt của nó là từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Rồi từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút, đó là giờ ngọ và giờ thăng đó các bạn. Đó là giờ hoàng đạo trong cái ngày này. Ngày này thì nó có thêm hai khung giờ tốt là giờ thiên ắc quý nhân và giờ thiên mã. Giờ thiên ắc quý nhân là nó nằm tại giờ tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Và giờ thiên mã là 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các bạn. Đó. Bởi vì ngày này nó có bắc thương. Bởi vì ngày này nó có bắc tương, thiên quý, hoàng đạo, tức là ngày này là ngày hoàng đạo các bạn. Tức là ngày này là ngày hoàng đạo đó các bạn. Nó có cốc tướng, nó có nghiệt giải, phổ hộ. Cho nên là nó có thể giải trừ rất là nhiều hung tinh. Và ngày này nó trở thành ngày đại kiết các bạn. Đó. Ngày này nó trở thành ngày đại kiết. Đó. Nhưng mà các bạn nên để ý cái giờ tỵ là giờ thiên ắc quý nhân. Các bạn nên để ý nha. Giờ đó khi chúng ta cưới hỏi vào cái giờ này thì sẽ sau này sẽ hai chồng này sẽ được có quý nhân giúp đỡ. À. Còn ngày này là nó có một khung giờ tốt, đó là giờ thăng, vừa là hoàng đạo mà vừa là thiên mã, cho nên chúng ta gọi cái khung giờ này là giờ hoàng thiên mã. À. Rồi chúng ta bắt đầu bước tiếp qua cái ngày tốt cuối cùng trong cái tháng 10 năm 2020. Ngày này là ngày 26 tháng 10 năm 2020 đó các bạn. Ngày này là ngày Đinh Hợi. Nó thuộc về là hành thổ, nó là trực bới, nó là thứ năm hàng tuần. Nó nhằm ngày 10 tháng 12 dương lịch. Bởi vì ngày này ngày Hợi cho nên nó là giáp hợp với người tuổi Mão, người tuổi Mùi và người tuổi Dần. Và nó sẽ là rất là xung với người tuổi Thân và người tuổi Tỵ nha các bạn. Cho nên người tuổi Thân và người tuổi Tỵ không nên dùng vào ngày này. Và bởi vì ngày này là hành thổ cho nên nó là sẽ là rất xấu cho người mạng Thủy và người mạng Mộc. Đó. Cái khung giờ tốt của cái ngày này là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút. Từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Và trong cái ngày này nó có thêm một cái giờ thiên ắc mà giờ này nó quá trễ cho nên chúng ta không dùng. Giờ này á là nó nằm tại giờ Dậu từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút là giờ thiên ắc quý nhân, mà nó trễ quá thôi chúng ta cũng không dùng. Đó. Rồi, coi như quy giáo xem ngày tốt cho cái việc hôn nhân cưới gả đến đây cũng đã hết. Hạnh Nhật Tấn xin được phép quy giáo tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên.
để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bổ ích hơn, để cống hiến lên, để chia sẻ lên cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng nhau mà nghiên cứu và cùng nhau có những ngày tốt để chúng ta có thể dễ bề hành sự hoặc là làm mọi việc trong công việc cuộc sống của chúng ta. Rồi, coi như video đến đây là hết. Hạnh Nhật Tấn xin được phép kết thúc video tại đây. Xin chào. Chào.